Việt Hương đang đứng tại thành phố Bến Tre, ngay chợ Bến Tre luôn. Nhưng chợ Bến Tre thì bây giờ là rất là đẹp, đã lên sạp hết rồi. Bây giờ Việt Hương sẽ dẫn các bạn nha, đi thẳng ở hướng này, quẹo qua bên trái có chợ gọi là chợ ở dưới ngồi dưới nè, bán tất cả các loại đồ ăn vặt. Mời các bạn đến với chương trình Những Món Vật Việt Nam của Việt Hương, đi nha, Bến Tre. Hiện giờ đi trên con đường có nhiều món ăn vặt lắm, và bắt đầu từ từ nha quý vị, những món ăn vặt nha, trái cây bắt đầu bán ngoài lề đường rồi, ổi, ruột đỏ rất là khó kiếm tại Sài Gòn. Đây người Bến Tre hai chồng chở đứa con đi chợ. Đây bà con Bến Tre, dạ câu nói sáng sớm nghe đã không? Nè, nói lại cho em nghe coi. Đẹp hơn ở trong truyền hình đó. Đó, nghe câu nghe đã dễ sợ, muốn sống sót. Rồi bây giờ nói về ăn vặt. À, tràn trề luôn, không thiếu gì hết trơn á. Dừa này dừa gì má? Con dừa này dừa chim xanh không à? Con dừa này xanh không, không có nào. Dừa chim. Chim xanh. Dừa sáo nhỏ xíu gì? Nhỏ, cái bự, cái bự bự nhỏ nhỏ. Dạ, vậy. Nhiêu trái vậy? 5.000. 5.000 trái bự. Này 6.000, này 5.000. Cái này 6.000, cái này 5.000. Chị bán bao lâu rồi chị? Bán này cũng có mười mấy năm. Bán mười mấy năm rồi. 5.000 trái, 6.000 trái. Dừa của nhà chị hay là dừa? Trong vườn á, mua đi bán lại. Nhà trong vườn, dừa này ở trong vườn luôn, đem ra chặt bán. Chị tính gì? Hồng. Chị Hồng, em chúc chị là bán ngày 1.000 trái nha. Dạ. Mà từng hình coi ngày nào cũng coi, từng giờ ra đây coi là thiệt thật luôn phải không? Dạ. Ngày nào cũng coi, đêm nào cũng coi. Coi đêm nào cũng coi em á hả? Cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi đây, ai nãy chuối mập hơn ông chủ luôn. Chuối mập hù à. Chuối này có nhiều loại, chuối xim đen, chuối xim trắng ha, các loại. Và dạ hôm nay xuống đây mình coi được cái chuối xim này rất là khó kiếm ở Sài Gòn. Tại vì này giống như đồ vườn vậy, có nhiều trái là bán nhiều trái, có nhiều nải là bán nhiều nải thôi. Chuối xim đen. Dạ. Anh là ông chủ hả? Anh là ông bán hả? Đây, ông chủ ra kiếm ông mua chuối. Dạ. Và bây giờ đây quá hấp dẫn. Chè gì má? Dạ thì chè mì. Chè mì. Rất đặc biệt, Việt Hương hỏi hay ghê không? Chè mì là làm bằng khoai mì á má? Dạ, củ khoai mì tươi. Củ khoai mì tươi, đây là củ khoai mì tươi nha. Còn dạ, cái này má? Cái đó là dương bự của nhân đậu xanh á chồng. Dạ, nhiêu một bịch vậy má? Dạ 5.000. Má bán này bao nhiêu năm rồi? Ba mươi mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm bán tại đây. Trời, bán chè không hả? Bán chè không. Trời. Dạ, bán chè không ba mấy năm. Bán nhẹ chè khoai mì ba mấy năm. Rồi đây, nhiêu một bịch má? 5.000 bịch. 5.000 bịch. Rồi con mua một bịch, con lát nữa con ăn thử đi. Sau khi Việt Hương ăn sẽ... có cái chén đây không, bán con chén đi. Múc vô cái chén ăn tại chỗ luôn. Đây, chè khoai mì. Má tên gì? Tên chị Tám, bán chè. Dì Tám, bán chè khoai mì. Dạ, ba mấy năm rồi. Em ăn liền tại trận. Ngon dở, em nói liền cho quý vị nghe. Dạ, nấu bằng đường gì dì Tám? Đường cát. Nấu bằng đường cát. Trời ơi, một cái chén chè năm này 5.000 hả? Bán 5.000 có lời không biết nữa. Rồi đợi em, để em chúc cho quý vị để em ăn coi ngon vợ. Có gì đậu xanh không? Dạ nấu bằng tầm củi, bằng than, bằng gì mà. Hương nghĩ là Hương là người đi miền Tây nhiều nhất. Tại vì Hương lưu diễn miền Tây là bao nhiêu năm, lần đầu tiên Hương ăn chè khoai mì, mà đặc biệt là dì Tám nấu bằng củi, nghe đã không? Đấy là mua, lấy củi ra nấu á, nó ăn củi. À, nãy là ăn khoai mì, giờ tôi đẩy qua trong đây có đậu xanh luôn. Ơi ngon, đặc biệt lắm quý vị ơi, ở trong đây có nhân đậu xanh. Đây có nhân đậu xanh. Quý vị biết không, em ngồi đây với dì Tám, em ăn cái chén chè này bị gì, em xuống bánh tre phải ăn đặc sản bánh tre. Em đang ăn say mê, nhưng có cả ngàn người ngoài kia đã nhìn thèm thuồng. Đó, quay qua làm sao, quay qua làm sao cái bé Bi, quay qua khán giả coi khán giả ăn đó. Ai ăn không, em mời 5.000 chén vô ăn luôn. Vô lẹ. Ngon lắm quý vị. Dày mới ngon nè à. Ngồi ngoài đường ngay bờ sông mát nè à. Đẩy vô chén chè 5.000 ăn tràn họng luôn. Bả nấu
ba mấy năm rồi, rất là ngon. Cái này là con quay thực tế vậy, chị bán ngon dở ăn vô miệng nói ngon dở là quay thôi, quay phi không mất tốn tiền gì hết. Mấy gì đâu ai mướn con, đúng không? Tự nhiên con tới nói, bị nó ngon mà nó ngon. Đó. Dạ. Các bạn ơi, dì Tám bán chè 32 năm. Tại bờ sông rất mát, chỉ có 5.000 thôi. Hương Việt Hương ăn trực tiếp luôn và có bán chè đậu. Thân. Dạ và chè thân. Chúc dì Tám buôn may bán đắt nha. Dạ, dạ ngày giờ sức khỏe nha. Dạ, ngày bán 1.000 bịch. Dạ. Dì, trái dừa này bình thường dì bán nhiêu trái gì? À, trái dừa nhỏ vậy là 5.000. Dạ, dì bán đây bao nhiêu năm rồi dì? À, bán chắc được 20 năm. Wow. 20 năm. Cái dừa này gọi là dừa gì vậy? À, dừa đó người ta thường đây thường ta thường gọi là tới dừa dâu. Dừa dâu. Bởi vì nó mọc hoài nó rất là nhiều trái. Nó như chùm dâu, ta gọi là dừa dâu. Dạ. Cái vỏ nó màu đỏ. Dạ, dì tên gì vậy? À, dì tên Hoàng. Dì Hoàng tặng cho dì Khương một trái dừa dâu giá trị chỉ có 5.000 thôi mà cái dừa nó mọc chùm chùm như chùm dâu cho nên chỉ nói dừa dâu. Người Bến Tre thì không có gì đặc biệt nhưng mà chương trình này lên á quý vị sẽ biết được thêm cái này thú vị, nhất là khán giả ở hải ngoại sẽ nhìn thấy trái dừa nhỏ xíu bằng cái bàn tay của Việt Hương. Dạ, 5.000 trái dì Hoàng chỉ bán. Dạ, cảm ơn dì Hoàng, con chúc dì Hoàng buôn may mắn đắt nha. Dạ, chúc cô Hương trẻ đẹp mãi, dạ xuất thật hay để dạ cho khán giả ủng hộ nhiều. Dạ, con cảm ơn dì. Mới có 8 giờ, bà bán hết rồi. Bà bán đắt vậy sợ. Vậy, vậy tên gì vậy? Chị Cúc. Chị Cúc, bán xôi bao nhiêu năm rồi chị Cúc? Bán 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm, xôi này xôi gì Cúc? À, xôi giò, cơm rượu. Xôi giò. Ăn cái cơm rượu. À, còn cái này xôi mặn. À, xôi mặn. Dạ. Xôi bằng con lúa. Dạ. Bán cho con cái xôi giò, một cái xôi mặn. Mình ăn liền cả chảo hai đem đi. À, xôi giò, cái nào là gì đặc biệt của gì gì đây? Của chị là chè xôi nước với chè đậu, rồi xôi đậu xanh. Chè đậu xanh. À, cho con cái này ăn thử đi. Ăn thử luôn nha. Dạ. Cho cái bọc đi đi. Bọc giống vậy nè. Ăn ngoài đây, ăn thử. À, ăn ngoài hả? Không, con mua giống vậy nhiêu bọc? 5.000 đồng một bọc này. Xôi tự gì nấu bán ba mấy năm rồi vậy? À, bán 35 năm rồi. 35 năm rồi, đây xôi Việt Hương sẽ ăn liền nhé. Rồi. À, đây. Cơm rượu không? Cơm rượu luôn, cơm rượu như một bịch cũng 5.000 thôi. Cơm rượu cũng chỉ có 5.000 một bịch thôi. Đây con trả gì 10.000. Rồi cảm ơn dì, Việt Hương sẽ đi toàn than cho đây ăn. Và nhớ nha, ba mấy năm rồi. Bây giờ cho một nhúm chút xíu ăn thử coi gì Hoàng. Xíu rồi, xíu rồi, bự bự quá ăn hết. Đây dì tự à, nấu luôn ba mấy năm rồi tự chấm chấm như chấm chấm nhỏ nhỏ để ăn thử luôn. Cảm ơn dì nha. Ngon mà khôn lắm. Chúc dì bán may bán đắt. Chúc dì buôn may bán đắt. Rồi cho thử cục này luôn cho nó bớt nhé. Con guốc trắng á. Này cái gì vậy? Con guốc mà màu trắng không á, không có để màu. Sao quay trắng? Kế bên là con cuốc này màu trắng không có bỏ màu gì hết. Hôm đó không bởi ba bán đắt là phải rồi. Mới 8 giờ sáng ba bán hết trơn. Chúc gì buôn may bán đắt nha. Giữ sức khỏe nha. Thơm lắm mấy con rút mà. Bộ gì hay ăn này lắm hả? Gì hay ăn lắm. Ngon không gì? Ngon lắm. Đây là đặc sản của Bến Tre hay đúng, sao? Đúng, đặc sản của Bến Tre. Dạ, dễ ăn. Dễ ăn, nít rẻ tiền nữa. Lành, rẻ tiền. Đúng rồi. Nhiều bịch gì? 5.000 bịch, 3 ngày cũng bán nữa. Có vừa túi tiền với gia đình mình không? Vừa túi tiền với gia đình dạ mình. Mà tại sao dì chọn cái gì này? Tại vì cái đây là nếp, mình ta làm 35 năm rồi. 35 kinh năm. Nghiệm ta có. Dạ, nó chất lượng gì rất là ngon. Dì Cẩm là đại lý dép Cẩm Sơn Bến Tre. Dạ, dì Cẩm đại lý dép Cẩm Sơn Bến Tre. Chúc ra con mua dép. Dạ, chúc con mua dép. Dạ, rồi chúc dì buôn mai thắng lắc nha. Khỏe dồi dào. Dạ, cảm ơn dì Cẩm. Dạ. Đây là một khách hàng ăn ở đây vì bán nè 35 năm rồi. Dì tên gì vậy? Dì tên Bảy. Dì Bảy à, bán ở đây là 30 mấy năm. Và khách hàng của dì là dì Cẩm bán dép ban qua đây ăn luôn. Còn cái hàng dép của bả ai coi. Ừ. Đây nè nước đường bả nấu rồi đây bánh lọt. Dì Cẩm bao nhiêu chén dì Cẩm? 5.000. Bán còn chén ăn thử dì Cẩm. Dạ chúng tôi nhào vô tới nơi ăn rồi. Đó. Đợi chút nha dì ba. Chị này dí tới trước. Rồi bốn bịch kì Bãi ơi. Lẹ luôn đợi chút nha chị ba. Dạ. Múc bốn bịch đẩy qua liền.
Rồi đây là cái nồi nước đường hấp dẫn quá. 5.000 đồng một chén. Đây. Wow. Đầy đầy uống luôn. Con mượn ghế ngồi nha. Ngon quá. Em báo cho quý vị biết, không có cái đồ gì ngon bằng đồ dưới quê mà ta bán gánh gì hết trơn á. Bị gì người ta có sao bán vậy? Nấu nước đường, ngon thịt ngon, gừng thơm thịt thơm, nóng ngon lành. Gì gì, ngày gì bán bao nhiêu ký này gì gì? Với bánh lọt đó. Bán hai thứ là 15 ký. 15 ký, dạ. Bánh lọt làm bằng chất liệu gì vậy gì? Chất liệu bằng gạo với lá dứa. Gạo với lá dứa. Rồi gì tự tay làm luôn hả gì? Dạ, tự nhà tự làm. Tay nhà làm luôn. Bữa nào gì cho con vô nhà gì con quay gì làm. Rồi 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 vô nhà. Dạ mấy giờ gì vậy làm? 3 giờ. 3 giờ sáng, mấy giờ gì bán hết? 11 giờ. 11 giờ bán hết. À. 15 ký. À. Vừa bánh lọt không là 10 ký không gì? Bánh lọt với chè luôn là 15 ký. Bánh lọt với chè là 15 ký. 3 giờ sáng dậy nấu. Cái này chỉ là gạo thôi. Với lại lá dứa. Thơm xuất sắc luôn. Dạ hiện giờ em đang quay mà thằng quay phim nó nuốt nước miếng hoài à. Nó thèm á, ngon lắm quý vị. Thơm lắm. Thôi kệ nó à, ăn ăn à. Đã lắm, ba chạy, mang dép vô. Để chạy giò. Ừ. Cái mê Việt Phương chạy, không có mang dép, lát về chạy giò ba nó đập. Lo lắm, lo qua con tao không có dép nữa gì thấy khổ lắm. Đây nè trời ơi, ngon quá. Vấn đề giờ chảy nước miếng quá, quay phim chảy nước miếng quá, kệ nó. Hồn dinh vậy hoài. Dạ đặc biệt là buôn ngang tắt nha. Giữ cái món gia truyền giống vậy nghe gì ngon lắm. Dạ cảm ơn gì. Rồi tới kế bên luôn. Các bà bán cái món cũng ít có mập lắm. Sữa đậu nành. Trời đất ơi nghe là thấy là thấy đã, thấy là thấy mát tới rồi. Kế bên cái mũ chôm. Nhiêu bịch chị gì? 3.000 con. Dạ. Chị ơi chị tên gì? Lưu Thị Út. Lưu Thị Út kế bên bà bán bánh lọt à vậy út bán mũ chôm nhiêu bịch vậy út 3.000 bịch con bán con mua bịch nha vậy út dạ. Rồi đây mua bịch còn cái này là đậu nành nhà mình nấu hả gì dạ nhà nấu con nhà nấu đậu nành là bao nhiêu năm rồi gì dạ hai mấy năm rồi dạ chị bán ở đây hai mấy năm rồi dạ. Tự nhà nấu luôn ngày gì nấu bao nhiêu lít sữa ngày nấu 2 ký đậu á nhà ký nấu 2 ký đậu được bao nhiêu bịch này gì nhiêu bịch 4.000 cái này 5.000 4.000 bịch con mua bịch này luôn nha dạ. Chưa có đường cô để gì làm có đường cho uống con về nhà bỏ đường vô nhà con bên đây thấy cô thì hình hoài dạ không gặp cô thơm quá dạ dạ rồi 4.000 đồng một bịch quý vị ơi gì là gì tự nấu 4.000 đồng một bịch 20 mấy năm rồi có ai ra ủng hộ vậy kế bên bà bán bánh lọt lộng lẫy gì bảy à rồi dạ lộng lẫy gì bảy bác khoái luôn dạ bán bánh lọt 3 mấy năm bên này là bán 2 mấy năm đây rồi bây giờ chúc gì sức khỏe nha, buôn bán nắng đắt nha. Rồi, tiếp ý nãy gì nữa này vui nè. Thấy gì vậy? Chai. Ủa túi chai tràn vô luôn. Tràn vô túi chai. Người miền Tây mình á là ăn chai dữ lắm. Vô ngồi kế bà Phùng Vinh nè. Trời đất ơi thấy cưng chứ thật. Nói lại cái gì? Đẹp hơn trong phim. Đó cái câu nó quan trọng lắm. Nhìn cái tướng Phùng Vinh mới đã ngồi kế bên làm như thân lắm vậy á. Dạ. Ông xin lỗi gì nha, đang ăn nha, xin lỗi nha. Gì? Hay ăn chay lắm sao mà chọn đây? Ngày rằm em ăn chay. Dạ, ngày rằm mình ăn chay. Dạ, mình là mình 14, 15 ăn chay. Dạ, mùng 1 ăn chay. Tại sao chọn cái quán này vậy? Quán hủ tiếu này rất ngon. Dạ, bán bao nhiêu năm vậy? Ăn bao nhiêu năm rồi? Bán mười mấy năm rồi. Bán mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Vì tại bị chọn ở đây tại ngồi nó mát hay sao? Ngồi nó mát, cái giờ gần mấy sông mát. Dạ. Chọn cái địa thế ăn, ngồi phải ngồi ngay mé sông cho nó mát cái bờ lưng đã mới đẩy hết tô tiếu đó tô tiếu này có cơm rượu đó nè có mua cơm rượu luôn mua cơm rượu về đang ăn mỗi tháng nó dậy mấy cái chất độc hơn nhất tiêu dạ là mình ăn tô hủ tiếu rồi cái mình chơi thêm bịch cơm rượu dạ tô tiếu nhiêu tô tiếu có 13.000 à mà nó rẻ rồi hợp lý không hợp lý quá rẻ đúng không có 13.000 tại vì con chiếu cái chương trình này đó là toàn bộ mọi người trên thế giới coi thì chỉ có 13.000 được đối với con này quá rẻ nhưng đối với gì có hợp túi tiền không hợp túi tiền 13.000 rẻ dạ. Nấm rơm nhiều dạ nấu chất lượng vị ngon
Dạ, gì là dì bán gì, dì buôn bán gì? Dì bán hủ tiếu gà. Dì bán hủ tiếu gà. Bán giấc tối. Dạ, bán giấc tối mấy giờ dì bán? 5 giờ. 5 giờ dì tên gì? Bán tới 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, dạ. Dì tên gì? Tên Thanh. Dì Thanh bán hủ tiếu gà. Từ giấc tối tới bán tới 3 giờ sáng mới nghỉ. Sẽ mời là ăn chay ghé ăn tô hủ tiếu chay chỉ có 13 ngàn thôi. Mà bà lựa địa thế ngồi đưa bờ lưng ra bờ sông. Bà đẩy hết tô hủ tiếu rồi, mua thêm bịch cơm rượu. Rồi chúc dì buôn may mắn đắt nha, sức khỏe dồi dào nha. Đặc biệt chị có cặp lông mi rất là đẹp. Dạ, xinh gái quá. Cảm ơn dì đã tâm sự nha. 59 tuổi đẹp quá trẻ. Dạ rồi, bây giờ tại sao cái tô hủ tiếu 13 ngàn đồng bà ngồi ngay bờ sông ăn, đẩy vô cái nồi nước lèo của bà chủ. Bà chủ bán bao lâu bà chủ? Dạ, bán cũng lâu rồi. Dạ, bán bao nhiêu năm rồi bà chủ? Mười mấy năm rồi. Dạ, tại sao chọn hủ tiếu chay ạ? Thấy nó không có bán đồ mặn nữa. Dạ, không có sắc xanh. Dạ, một ngày chị bán bao nhiêu tô ạ? Không biết, chị bán mấy ký ạ. Mấy ký hủ tiếu á? Dạ. Dạ, mấy ký hủ tiếu. Dạ. Nước lèo của mình có gì đặc biệt không chị? Nấu rau củ. Nấu rau củ. Dạ. Cận vô cái vàng giá của bà khủng khiếp lắm nè. Nè, các loại hủ ha. Các loại đồ nêm của chị nè, rất là đặc biệt. Chỉ có 13.000 đồng một tô thôi. Đây, vàng này nè, 13.000 đồng một cái vàng nè. Nước lèo nấu toàn bằng các loại rau củ rồi nước trong khe luôn. Bởi vì bà bán đắt là phải rồi. Kế bên nồi cháo phải không chị? Dạ, dạ. Nồi cháo hấp dẫn luôn. Nồi cháo là nhiêu, cháo thì nhiêu tô chị? Dạ, trời ơi, 10.000 tô mà nhìn chất lượng lắm. Quý vị ơi, người dưới nhà quê người ta buôn bán chân chất trật thà mà. Chất lượng nãy giờ tôi ăn không có món gì mà chở được trơn. Ăn xong lát tôi lăn về luôn, ngon lắm. Chị bán tiếu tên anh hả? Tên Quế Anh. Dạ Quế Anh. Chị Quế Anh ơi, chúc chị sức khỏe nghe. Cảm ơn chị đã bán đồ chay. Dạ tôi thích mấy người bán đồ chay lắm. Việc thứ nhất là ăn nó tốt cho sức khỏe, việc thứ hai là không có sắc xanh. Dạ rồi, chúc chị sức khỏe nha, buôn may bán đắt ha. Rồi, tất cả các loại gian hàng thấy cưng lắm, bán nè, thấy đã chưa? Đó đó, thấy chưa, đầy đủ luôn. Xương xăm nhà làm hả chị? Xương xăm nhà làm luôn. Trái cây tràn xuống đất, trời ơi. Ngồi cái tướng bán đã không? Méo già, ngồi trời ơi. Cái tướng đã dễ sợ. Đầy đủ, không có thiếu gì. Cái này gì vậy? Mật ong, vô coi mật ong. Dạ, mật ong này là ở đâu chị? Dạ, bắt thiên nhiên ở trong vườn hả chị? Dạ, bắt thiên nhiên ở trong vườn. Một chai vậy nhiêu chị? Vậy một chai gì là 300 ngàn. Dạ, là chai nửa lít á. Nửa lít. Còn ba xị. Chai này nhỏ nè. Cái này xị gửi. Xị gửi. Dạ, dạ nhiêu tiền? Xị gửi là 225 ngàn. Còn cái này là gì chị? Mật ong, tổ ong mình nhé. À, tổ ong hả? Tự cái dừa mình vậy nè. Gì tên gì? Tuyết. Chị Tuyết. Bán mật ong, bán bao năm rồi gì? Nay được 30 mấy. 30 mấy năm. Dì Tuyết bán mật ong ở đây 30 mấy năm rồi. Mà cái mật ong của dì rất là đặc biệt. Dì đang cầm trên tay là ở đây nó có dừa. Tại vì nó có trái dừa đó. Cái trái dừa đó. Rồi cái con ong nó nhào vô. Nó lạp tổ ở đây. Rồi dì lấy ong và dì bán luôn cái này. Một cái này thì bao nhiêu tiền dì Tuyết? Một tổ này như vậy là khoảng chừng 30 ngàn. Dạ, một cái tổ như vậy là 30 ngàn. Nhỏ lớn thì lớn tiền, nhỏ nhỏ. Rồi thì... công dụng gì? Này là chị đau bao tử. Dạ. Viêm họng. Viêm họng. Là mình ăn luôn cái sáp này được không gì? À, cái sáp mình nhai nhả ra. Dạ, sáp thì nhai nhả ra. Cái này là ăn trực tiếp luôn. Trong đây là có mật ong sẵn. Mật sẵn. Dạ, chị Tuyết bán 30 năm hơn. Tại chỗ này, kế bên nguyên một cái gian hàng đồ ăn nãy giờ. Mọi liên lạc xin kiếm dĩ. Và mật ong này người ta bán mà có tổ, có ong, có cái sáp sẵn vậy luôn là bảo đảm nó là phải là đồ thiệt rồi, chất lượng và nó có cái cùi dừa luôn. Chúc dì Tuyết buôn may bán đắt nha, sức khỏe nha dì. Dạ rồi, chúc cô xinh đẹp hoài nha. Dạ con cảm ơn. Hai Hải bánh tét bánh ít. Dì Hai bán bao lâu vậy Hai? Chị Hai bán nay hồi 16 tuổi tới giờ. Năm nay Hai nhiêu? 66 tuổi. Trời đất ơi, 50 năm. À. Bà bán 50 năm thấy cưng không quý vị? Bán từ năm 16. Ba đời, đời bà ngoại ở dưới thành phố dòng luôn, bán bánh ít, bán bánh dừa dòng luôn. Dạ. Má chị bán, mẹ chị là bán bánh ít, bánh tét ở công viên Hồ Bơi nè, Bến Tre nè. Dạ. Má qua đời nay 2 năm. Dạ. Còn chị thì bán hồi 16 tuổi tới giờ. Dạ. Hồi năm mậu thân tới giờ. Dạ. À. Năm nay là 66 tuổi là bán được 50 năm rồi quý vị. Ừ. Bánh ít có mấy loại ha dì Hai? Ba loại. Dạ. Nếp than hay nhân. Dạ. Bột ca ngọt nhân đậu. Dạ. Bánh tét. Bánh ít bột trắng nhân dừa. Trắng bột nhân dừa. Bánh tét
bánh tét cuốn nhân này của Hai Hải nè, lên truyền hình rồi nè, nhiều lần rồi. Dạ. À, tại sao gì đạo diễn hai? Đạo diễn Lê Vũ Hoàng nhiều quay phim mấy lần rồi. Dạ dì Hai, tại sao dì Hai làm được ba hai nhân vậy? Dễ thương tên gì chị Hai đặt rồi, chị Hai gói chữ Việt Hương. Vậy hả? Bánh tét chữ đi khắp nơi rồi. Dạ. À, chữ Tết, chữ Mai, chữ Lộc, chữ Thọ. Dạ. Chúc mừng năm mới. Làm sao để liên lạc với dì Hai để đặt? Có số điện thoại. Có số điện thoại. Ừ, đó. Số điện thoại số mấy? Ở ngoài bảng đó. Chỉ làm được như vậy. Có thể làm được tên, có thể làm được chữ cung chúc tân xuân luôn. Có thể làm tất cả các loại chữ mình muốn đặt. Ví dụ như là cô dâu chú rể mà muốn đặt là cô dâu và du quy tân hôn, muốn đặt cái gì cũng được, bao nhiêu một đòn gì hay. Một đòn là lấy tính chữ ăn tiền. Dạ, tính chữ tính tiền. Bây giờ cái này bình thường là 40. Một đòn vậy là 40 là còn nửa ký không gì? 7 lạng hơn. 7 lạng. Một cái đòn này là 7 lạng là 40 ngàn. Là chúng ta có hai màu như thế này. Còn chữ á là tính chữ. Mọi liên lạc mọi chữ là 70 ngàn. Mọi chữ 70 ngàn. Ví dụ chữ Bến Tre, chữ B là 5. Chữ B là 570. Chữ E là 50. Chữ N 570. Vậy đó, mỗi chữ 70. Vậy là chữ Bến Tre là mỗi chữ Bến là 210 ngàn. Chữ Tre 210 ngàn. Dạ. Là ví dụ như chữ Bến Tre là chúng ta được là 6 đòn đó. Ráp lại 2 đòn à. À 2 đòn. Sao ráp? Vì Hai ráp nghề gì đâu chỉ con, mà vì chỉ con xẻ. À vì chỉ xẻ ra để ví dụ đòn bánh như vậy. Dạ. Nó trong này nó là chữ đòn này chữ Bến. Dạ. Con xẻ nửa đòn trước. Dạ. Làm 2. Nửa đòn này 3 khoanh. Nửa đòn này 3 khoanh. Dạ. Ra được 2 chữ Bến. Hay dữ vậy vậy. Ừ, xẻ mỏng thì ra được 2 chữ Bến. Vậy đó, ví dụ đòn này là chữ Tre. Dạ. Xẻ nửa đòn. Nửa đòn này 3 khoanh, nửa đòn này 3 khoanh, ra được 2 chữ Tre là được mua 2 đòn, được 2 chữ. 2 chữ Bến Tre là. Ừ. Wow, đặc biệt quá. Với lời này tôi gọi chắc chị Hai này phải gọi là nghệ nhân á. Chứ gì nữa. Dạ, chứ không có phải là người bán bánh tét bình thường á. Nghệ nhân Bến Tre hồi xưa tới giờ. Dạ. Mọi liên lạc quý vị có thể liên lạc về đám cưới, du quy, đám hỏi, đám tiệc gì đó, đám dỗ gì đó. Đặt bánh là có chữ luôn nha, rất là đặc biệt. Tên gì gói chữ đó. Còn bánh này chỉ có 40 ngàn một cái, còn bánh này chỉ có 4 ngàn một cái thôi. Đội bình thường. Dạ, chúc dì Hai buôn may mắn đắt, sức khỏe dồi dào nha. Hôm nay Hương rất là đặc biệt khi gặp được nghệ nhân này. Rồi, giữ sức khỏe nghe gì? Dạ, dì Hai hả? Chưa, để dì Hai làm cho câu thơ. Làm cho câu thơ nữa. Làm cho câu thơ. Đi đâu đi về Bến Tre xứ Dừa. Dạ. Ghé mua đòn bánh tét làm quà, mua về tặng mẹ với cha. Chị nào chồng ở phương xa, mua đòn bánh tét chồng ở Canada cũng về. Ủa vậy còn mấy nước khác nó không về hả? Ở xa là thí dụ ở xa nơi đâu cũng về. Công nhận dì Hai Hải với làm bánh tét hay mà chỉ làm thơ cũng lạ lắm quý vị. Thôi chuyên tâm làm bánh tét nha. Làm thơ cái dần lạ lắm quý vị. Dạ con đi nha. Số điện thoại đó. Rồi chuyện xuống chị Hai làm thơ nữa nghe. Dạ trời, thấy chưa, đi còn hứa hẹn khi nào buồn gọi số dì Hai Hải làm thơ tặng. Cái gì ai ăn bèo chị là sao chị? À vậy hả chị ơi, nhà chị là quê đây, chị bán này bao lâu rồi chị? Bán này cũng được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Dạ này bán bèo cho cá cho vịt. Trời ơi, vậy là ăn bèo này tốt lắm phải không vậy? Dạ. Này là mình nuôi, mình trồng. Người ta nuôi mình đi mua. Dạ, bao nhiêu ký bèo vậy? 2.500 chị. 2.500. Còn cái này? Cái này là cái xác mình nhang làm kẹo á. Được hai cái xác của nó. À, xác nếp á. Cái này á là nếp cái bả là ủ men. Ủ men cái mình làm kẹo dừa á. Dạ. Cái mặt nhang làm kẹo dừa á. Wow. Đặc biệt không quý vị, đây là lần đầu tiên á. À, bèo mua về cho cá ăn. Nuôi cá rồi nuôi gì nữa vậy ha? Gà nuôi vịt. Còn cái này á là ta làm kẹo bạch nha, đây là cái bả. Bả của nếp. Rồi sau đó là giờ đem ngày này về nuôi gà vịt heo. Gà vịt heo luôn. Dạ bán mười mấy năm rồi. Có trên con đường đồ ăn đồ uống này ăn cho mình rồi, nhớ gà vịt đừng bỏ nó đó, ghé vô mua giùm bả luôn. Rồi chúc chị sức khỏe dồi dào. Dạ. Kế bên là bánh luôn nha quý vị. Đó là mơ nữa. Còn nữa, con gặp trở lại. Cây gia cũ bến đò xưa, trong tôi xây đắp mà người khác họ đưa.
cây da trong gốc trôi rồi, đò đưa bên khác mà anh ngồi trong ai. Trời ơi, thơ nữa. Cây da trước miễu ai biểu cây da tàn, bao nhiêu lá rụng mà anh thương nàng bấy nhiêu. Trời đất ơi, làm thơ lai láng đi hết nổi luôn rồi. Quá trời rồi, quá trời quá đất rồi. Về nè bé Ba bé Tư, về 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 nấu cơm cho chồng con ăn đi. Trời ơi, gian hàng ngập á đồ ăn luôn, cái này ăn mát lắm quý vị ơi. Các loại không thiếu gì, như một bịch vậy gì? Trung bình như một bịch. Dạ bịch nào? Bịch nè, mấy bịch nè? Có nhiều loại. Nghe mấy bịch nè. Mấy này 5 ngàn. 5 ngàn bịch dạ. Trung bình là 5 ngàn bịch. Còn cái này 5 ngàn 2 bịch. 5 ngàn 2 bịch đầy đủ không thiếu món nào hết. Dạ. Quá trời ngon. Gọi đây cái gì đây? Nước giải khát cô Mai. Đi cho có đường mà nói nhiều nha em, nhức đầu ban vô nước. Có nước cô Mai luôn. Dạ. Kế bên nước có chùm chùm, chùm chùm nhãn, chùm chùm Thái. Đặc biệt lắm quý vị, ở đây Hương thấy có cái chữ là quán đá đậu cô y. Cô y hả? Cô ỷ. Cô ỷ. Y không chịu mà cô ỷ, ỷ dài hả quý vị? Món này là món mình chế ra hả cô? Cái này tự mình nấu không? Dạ. Tại nước cốt cũng làm luôn. Đậu mình cũng nấu, đậu xanh mình cũng nấu luôn. Dạ. À. Ồ, rồi rồi sao gì? Cái này là đặc sản của Bến Tre. Cái đặc sản của Bến Tre tự mình nấu á. Dạ. Mình mua đậu về mình nấu. Dạ. À, một ly nó gồm sao gì? À, nó gồm đó, đậu này cả chục món luôn á. À, đậu này, đậu xanh gì. Vậy cầm cái ly là gì bán cho con ly gì? Làm ly ha. Dạ. Rồi. Đây là một món đặc sản. À, hiện giờ Việt Hương thấy là đang gấp hủ tai. À, sừng sáo nè. Sừng sáo. À, bánh lọt nè. Bánh lọt. Đậu xanh. Đậu xanh. À, đậu đỏ. À, nước cốt dừa. Nước cốt dừa tự nấu hết. À, tự nấu hết. Qua wow, nước cốt dừa là có bánh lọt ở trong luôn. À. Đó. Rồi xin rồi về bỏ đá vô không? Dạ có. Bỏ đá luôn ha. Bỏ đá vô. Nhiều ly gì? 5 ngàn ly. Vậy có lời không vậy? À, lời ít thôi, tại vì ở đây bán bình dân. Dạ. À. Một cái ly vậy mà 5 ngàn quý vị. À. Mà thấy quá trời các loại đậu trong này luôn. Rồi có siro nữa. Vậy bán bao nhiêu năm rồi vậy? À, bán cái này 10 hàng con bao nhiêu tuổi là mình bao nhiêu á? Con nhiêu tuổi gì? Hàng con nay 19 tuổi rồi. Lấy vợ chưa gì? Nó chưa có gia đình. Chưa có gia đình. Trời ơi có trang sữa lên luôn. Ừ. Nghe có vợ cu nãy cười. Hỏi đại vậy hả? Rồi. Có trang sữa lên luôn hả gì? Ừ, chế sữa. Ăn cái ly này là bao no luôn, bao mập luôn á. Chất lượng lắm, đầy đủ nãy giờ là. Rồi, chị Hương cũng thử đi. Đây, một cái ly đặc biệt vậy 5 ngàn bạc nè. Đó, rồi bà bán. Đó, quán đá đậu. Bây giờ chị Việt Hương ăn thử nha. Ở ngoài đẹp quá trời. Đầy đủ hết trơn á. Chính loại này luôn. Ăn rất là lạ, đây là món đặc sản. Dạ, gọi là đá đậu. Ngon lắm. Dạ. Chị vậy. Chị vậy. Chúc chị buôn may bán đắt. À, lúc nào sức khỏe dồi dào. À. Nụ cười nào rồi rạng rỡ trên môi. Tướng lúc nào phải phùng thì dịnh nha nha. Đừng để ốm nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha chị Hương. Dạ. À, quý vị ơi, ở đây có mấy cái quán gọi là gì? Đá đậu rất là đặc biệt của Bến Tre, cũng bán ngay bờ sông, mát mẻ. Có một chàng trai đẹp tuyệt trời, dài dò sọc ngồi ăn. Ăn đây lâu chưa cưng? Dạ em ăn ở đây nay cũng 9-10 năm rồi. 9-10 năm rồi, em ăn cái gì vậy? Này em ăn trái cây. Trái cây dầm. Dạ. Dạ. Tại sao đàn ông trai mình không uống cà phê mà mình ăn trái cây dầm? Tại đẹp trai hả? Lâu lâu mình đổi món. À, lâu lâu đổi món. Dạ. Rồi có bạn gái, có gia đình gì chưa? Chưa. Chưa. Dạ. Dạ em tên gì? Sự, em tên Sự. Sự ha. Dạ. Các bạn thân mến, Sự đang còn ở không? Ngồi ăn chè tại cái quán đá đậu ị. Mọi liên lạc về ảnh. Ảnh đang kiếm bạn gái. Chưa có. Dò dài, mặt đẹp trai. Đó. Chưa. Sau khi mà người ta ổng ăn chè mà tôi làm mai được cho ổng luôn. Nha. Nào cứ vợ nhớ báo chị nha không? Dạ. Ta coi chương trình này tao kiếm em. Dạ. Nha. Dạ. Rồi ví dụ mà kiếm không được, ra kiếm bả hỏi cha này. Đó, thấy không? Ra kiếm ông Sự đâu? Tôi kiếm ổng, tôi làm quen. Đó, ông Sự đang ngồi ăn. Cái mặt không hề hình sự. Cái mặt rất dễ thương. Vậy chị cái này có lên tình hình không chị? Đó. Dạ. Lên là gái nó theo đó. Gái theo mà lấy được vợ nhớ gửi lời cảm ơn tôi nha. Dạ. Em xấu gì chị đâu có lợi. Chưa, từ từ. Không, nó từ từ. Bà nó khó chịu chưa hỏi thôi hả? Rồi bây giờ chúc là Sự là lấy vợ nha. Dạ. Đó, ngồi ăn chè ngon lành. Bây giờ ra hỏi bà nè. Bà không hỏi bà buồn. Bây giờ tôi không có hỏi thường.
bắt ghế ngồi kế bà luôn, cho bà khỏi đâu hết á. Lý do gì giờ này không buôn bán? Chị đẹp quá hả? Chị ngoài đẹp. Trời ơi, nói câu nghe cái muốn khỏe luôn vậy. Chị đẹp hơn tôi một hồi thôi, tương tình của chị là hồi nào em cũng coi á. Dạ chị, sao giờ này không đi buôn bán mà ra đây ngồi uống cà phê? Tại em chở bà già đi khám bệnh. À thì dạ, lại đi uống, đậu hồi nào đi cũng lại đi uống. Dạ tại ngon hả chị? Ngon, giá rẻ mà rẻ mà ngon. Dạ ra uống một ly. Rồi má uống gì? Mẹ cũng uống chè luôn. Dạ uống chè luôn hai mẹ con. Dạ rồi cái mình đi khám bệnh cái mình ghé ngang vậy uống mà 5,000 ly hả chị? 5,000. Dạ rẻ hợp lý. Dạ rồi chúc mẹ. Ủa chị tên gì? Dạ em tên Cẩm Giang. Cẩm Giang bán gì Cẩm Giang? Dạ em ở nhà bán đồ tập quá. Bán tập quá Cẩm Giang chở mẹ đi khám bệnh. Bây giờ chúc mẹ trước tiên là phải có sức khỏe. Dạ sức khỏe dồi dào nha mẹ nha. Dạ mọi bệnh rồi gì nó vượt qua. Chúc Giang lúc nào cũng vui vẻ ha. Cảm ơn. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi ha. Mọi chuyện mình sẽ giải quyết được đúng không? Lúc nào cũng phải chứ. Tướng phải ngon lành vậy nha. Rồi. Bà già nói đã với sợ tướng ngon lành đi để mình Việt Hương đẹp. Chịu bà già với sợ. Cũng trẻ đẹp nha. Dạ. Cũng lên chương trình đừng có em coi. Dạ rồi con. Ngày nào cũng coi hết trơn, nói ngày nào không coi mà đâu có đẹp bằng đây. Dạ con cảm ơn. Dạ quý vị ơi, người dưới Bến Tre mà đặc biệt tôi hay dùng cái từ rất là thân thiện, đó là người nhà quê gần gũi lắm. Tắt cái ghế sáp vô nói chuyện như gia đình vậy đó. Ừ mà tôi sáp vô từ nãy giờ, tôi sáp từ chở sáp xuống đây rồi ăn không còn món nào mà không ăn hết trơn. Trời ơi chai tỉnh xuống. Dạ có luôn, chển 13,000 tô ngon, cái gì cũng ăn trơn, ăn hết trơn rồi. Các bạn nhớ theo dõi chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam của Việt Hương trên kênh YouTube nha. Nhớ bấm nút subscribe để biết là chúng tôi đang ăn những món gì. Chúc quý vị khán giả theo dõi chương trình thật là vui và kiếm ra những món ăn đặc trưng của vùng miền. Chào tạm biệt. Tới những cái quán ven đường như vậy nè, nói thiệt với quý vị nha, mình kiếm chỗ cao sang phú hộ ăn không đã bằng vậy. Cái mỡ hành này người ta làm tận tâm, ngồi làm thơm phức, đậu xanh ngon, xôi ngon, chỉ 10,000 đồng một gói. Bán nay tính ra luôn là 65 năm, mẹ bán 60 năm, con bán 5 năm, nuôi 6 đứa con thành đạt hết. Cảm ơn, cuộc sống rất là tươi đẹp, chỉ một quán xôi 10,000 mà nuôi con cái tới bây giờ luôn, mà bây giờ chỉ vẫn theo gia đình là bán xôi. Và đã có xôi mặn, đã có xôi ngọt. Thì những người buổi sáng hay ăn xôi nhất ngoài những người như thế này, đó là sinh viên. Việt Hương sẽ dẫn quý vị tới ăn gọi là xôi sinh viên. Lên đường.